Xin chào, chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có thông tin đáng chú ý sau đây. Va chạm duy mạnh, Xuân Trường dính chấn thương, huấn luyện viên Park Hauser lo sốt vó. Sau pha bóng va chạm với hậu vệ Duy Mạnh, tiền vệ Xuân Trường đã dính chấn thương, buộc phải rời sân giữa chừng tại buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Chiều 11 tháng 5, tuyển Việt Nam tiếp tục ra sân tập, chuẩn bị cho ngày lên đường sang UAE dự vòng loại World Cup 2022. Tại buổi tập này, bất chợt xuất hiện cơn mưa rông, mưa nặng hạt khiến ảnh hưởng đến chất lượng buổi tập của tuyển Việt Nam. Trong bài tập chia nhóm, Xuân Trường không may va chạm với duy mạnh và khi tiếp đất, tiền vệ người tuyên quang đã dính chấn thương. Ngay lập tức, huấn luyện viên Park đã cắt còi yêu cầu Xuân Trường rời sân để các bác sĩ chăm sóc. Nét mặt Xuân Trường lộ rõ sự đau đớn, nhưng dường như mức độ chấn thương của anh cũng không quá nghiêm trọng. Có thể Xuân Trường phải nghỉ ngơi để được sự chăm sóc cho lành hẳn chấn thương. Hiện nay, từ Việt Nam đang có 3 ca chấn thương khác, đó là trường hợp của Văn Xuân, Trọng Hoàng, Văn Hậu. Nếu như Văn Hậu phải cần thêm 3-4 tuần nữa mới tập lại, còn với Văn Xuân, Trọng Hoàng thì khoảng cần một tuần nữa là trở lại. Tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang UAE ngày 26 tháng 5 tới đây. Bài toán nhân sự đang khiến huấn luyện viên Park Hang khó nghĩ bởi hiện nay nhóm cầu thủ Sông Lam Nghệ An, Văn Đức, Xuân Mạnh, Văn Hoàng chưa thể hội quân vì đang trong quá trình thực hiện cách ly. Và phải sát thời điểm đội tuyển lên đường sang UAE, nhóm cầu thủ nói trên mới có thể ra Hà Nội hội quân. Tin tiếp theo, đội tuyển Việt Nam, nghịch lý, dễ chịu. Thưa quý vị, trong bất cứ đợt tập trung nào của tuyển quốc gia Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng luôn đau đầu trước hiệu suất ghi bàn thấp của các tiền đạo nội được triệu tập. Nhưng ở đợt tập trung lần này, mọi thứ đang đảo chiều khi mà các chân sút nội của nhà cầm quân người Hàn đều có phong độ cao. Hàng tấn công ghi 26 bàn ở V-League. Huấn luyện viên Park Hang-seo không triệu tập cái tên nào mới trên hàng tiền đạo. Văn Đức, Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Linh, Đức Trinh là những cái tên quen mặt liên tục được gọi lên dưới thời nhà cầm quân người Hàn Quốc nhưng đây là lần đầu tiên trong một đợt triệu tập, hiệu suất ghi bàn của họ tại giải quốc nội đem đến một sự yên tâm như vậy. Cụ thể là sau 12 vòng đấu, Văn Toàn của Hoàng Anh Gia Lai ghi 7 bàn thắng, đứng thứ hai trong danh sách vua và lưới. Đứng thứ hai là Công Phượng Hoàng Anh Gia Lai với 6 pha lập công. Ngang ngửa với Công Phượng là đàn em Tiến Linh cũng ghi được 6 bàn thắng với những cách dứt điểm rất đa dạng, đánh đầu, sút xa để ghi bàn trong vòng cấm địa. Văn Đức thậm chí đang gánh Sông Lam Nghệ An khi ghi tới 5 bàn thắng, đóng góp lớn vào điểm số của đội bóng xứ Nghệ. Khiêm tốn nhất là Đức Trinh, cầu thủ của Đà Nẵng ghi được 2 bàn. Tính tổng cộng 5 cầu thủ đang chơi V-League, hàng công của Việt Nam ghi tới 26 bàn thắng, chưa kể Anh Đức đang chơi giải hạng nhất cho Long An có 5 bàn trước khi lên tập trung cùng tuyển Việt Nam. So sánh những đợt tập trung gần nhất, các chân sút quen mặt của đội tuyển Việt Nam hiếm khi nào đạt được số lượng bàn thắng tốt đến như vậy. Còn nhớ ở năm trận đấu trước đó trải dài từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2019, đa phần các tuyển thủ Việt Nam không có tên trong danh sách ghi bàn hàng đầu của giải. Hòa Trang văn toàn là người duy nhất hiện diện với 9 bàn thắng có được cho Hoàng Ngay Gia Lai. Từ lo lắng thành yên tâm Còn nhớ cái đây vài tháng, huấn luyện viên Park Hang-seo từng lo lắng về chất lượng tiền đạo của tuyển Việt Nam. Từ phát biểu của nhà cầm quân Hàn Quốc thường nói trên báo giới, người ta thấy được hai nỗi lo từ vị chế lực gia này. Thứ nhất là ông lo lắng về khả năng ghi bàn của tuyển thủ quốc gia hiện tại trong môi trường V-League vốn ưu tiên ngoại binh ở hàng công. Thứ hai là về tương lai lâu dài. vì huấn luyện viên này chưa tìm thấy được những tiền đạo trẻ có thể kế cận khi đất diễn của họ thực sự chỉ xuất hiện ở trình độ giải hạng nhất. Đến thời điểm này, chứng kiến phong độ của tất cả các tiền đạo như Văn Toàn, Công Phượng, Tiến Linh hay Văn Đức, huấn luyện viên Park hang đã yên tâm hơn được một nửa rồi. Chỉ ít là tại 3 trận đấu tới đây gặp Indo ngày 7 tháng 6, Malaysia 11 tháng 6, UAE 17 tháng 6, Âu Park có nhiều sự lựa chọn chất lượng trên hàng tấn công để đương đầu với mật độ dài đặc của phần còn lại vòng loại thứ hai World Cup. Năm trận đấu trước đó, tuyển Việt Nam dựa rất nhiều vào sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự, khi hàng công chỉ ghi được 5 bàn, thấp nhất trong 8 nhóm đội đầu bảng. Việc hàng thủ để thủng lưới đúng một bàn giúp Việt Nam đứng vững ở ngôi đầu bảng G cho đến hiện tại. Nhưng trong bối cảnh mà các hậu vệ đang để lại nhiều nỗi âu lo về phong độ, chấn thương, việc hàng tiền đạo vào form như lúc này có thể giúp đội tuyển Việt Nam lấy lại công bù thủ. Đấy cũng có thể xem là cách để huấn luyện viên Park gây bất ngờ cho đối thủ khi họ vẫn đang nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam vẫn dựa vào chiếc xe buýt trước khung thành. Tin tiếp theo, Thái Lan vẫn rất mạnh dù có ca dính Covid-19. Thưa quý vị, đây là nhận định của nhiều cầu thủ Việt Nam trước việc tuyển Thái Lan có thể mang đội hình mới dự vòng loại World Cup 2022 vì có ca dương tính COVID-19. Ngày 8 tháng 5 vừa qua, tuyển Thái Lan đón tin dữ, theo đó hai cầu thủ và bốn thành viên trong bao huấn luyện của họ dương tính với COVID-19. Điều này khiến cho đợt tập luyện của tuyển Thái Lan bắt buộc phải dừng lại. Theo thông tin mới nhất, huấn luyện viên Akira Nishino đang bàn thảo kế hoạch với Liên đoàn bóng đá Thái Lan về việc có thể thay mới đội hình để kịp tiến độ chuẩn bị cho các trận ở bảng G. Bởi với lực lượng hiện tại vốn có liên quan đến ca COVID-19 thì họ sẽ phải tiếp tục cách ly 14 ngày. Trong khi đó, ngày 21 tháng 5, tuyển Thái Lan lên đường sang UAE để làm quen điều kiện thời tiết sân bãi. Hội luyện viên Nishino muốn các cầu thủ lên tuyển ngay để cùng tập luyện chiến thuật, thay vì đợi tổ một hết thời gian cách ly. Yêu cầu này của nhà cầm quân người Nhật Bản được truyền thông Thái Lan đánh giá là khả thi. Bởi hiện nay, lực lượng chính của họ, bộ ba xe pháo mã lợi hại đang đá ở Nhật Bản, Janatip Samkrasin, Koshanon Sapporo, Thiraton Bumatan, thi đấu ở Yokohama F. Marinos, hay là Tanawas, Sean Chis đá cho U23 Leicester City. Bên cạnh đó, theo truyền thông Thái Lan, đội tuyển nước này có một số cầu thủ thuộc câu lạc bộ Chiang Rai United, Chamburi, Bangkok United, Buriram United do vừa thi đấu xong ở giải FA Cup Thái Lan, nên được phép nghỉ ngơi đến ngày 10 tháng 5 mới tập trung. Đánh giá về việc này, nhiều cầu thủ Việt Nam cho rằng sức mạnh của Thái Lan không bị sứt mẻ, ảnh hưởng gây gớm bởi những ngôi sao giá trị nhất đang ở nước ngoài, không liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại Thái Lan kể cả trong trường hợp huấn luyện viên Nishino triệu tập đội hình thay vì dùng tổ cũ vốn có ca COVID-19, thì sức mạnh của họ vẫn rất đáng gờm. Nên nhớ rằng Chanathip Songkrasin, Kusaro Supro, Thiraton Bumatan, Yokohama F. Marinos, Tanawat, Seang Chistawan, U23 Leicester City rất quan trọng trong đội hình Thái Lan. Thế nên không vì tình hình hiện tại mà xem thường Thái Lan, một cầu thủ trụ cột của tuyển Việt Nam nhận định. Hiện nay tại bảng G, tuyển Thái Lan đang kém Việt Nam 3 điểm và dù hai đội không còn gặp nhau nữa, nhưng các trận đấu của Thái Lan gặp Indo, Malaysia, UAE có tác động lớn đến cục diện bảng đấu. Thế nên việc Thái Lan đem đội hình ra sao có đủ binh hùng tướng mạnh sẽ khiến cuộc đua ở bảng G trở nên khó lường. Chuyển sang tin tiếp theo, lãnh đạo VFF muốn U22 Việt Nam học tập đàn anh ở tuyển quốc gia. Thưa quý vị, chiều ngày 11 tháng 5, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch VFF có buổi gặp mặt các cầu thủ U22 Việt Nam, quán triệt tinh thần tập trung, tập luyện với toàn đội. Ngày 11 tháng 5, huấn luyện viên Kim Han Jun và học trò có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, bắt đầu đợt tập luyện. Trước khi buổi tập diễn ra, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam có buổi gặp mặt cầu thủ ban huấn luyện Thay mặt lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn ghi nhận biểu dương sự tiến bộ đã được các cầu thủ thể hiện sau 4 đợt tập huấn của năm 2020. Ông Trần Quốc Tuấn không quên khích lệ tinh thần cầu thủ U22 Việt Nam bằng những tấm gương ở tuyển quốc gia. Nên nhớ rằng nhiều cầu thủ trong đội hình tuyển quốc gia hiện nay, Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Hoàng Đức trở thành thành viên của đội tuyển khi chỉ có độ tuổi từ 20. Đó chính là tấm gương để các bạn nhìn vào và phấn đấu. Các bạn được trao cơ hội thì cần biết trân trọng để rèn luyện tu dưỡng, trong đó quan trọng vẫn là ý thức chuyên nghiệp trong sinh hoạt tập thể, khát vọng trở thành cầu thủ của tuyển quốc gia. Cũng trong buổi gặp mặt, ông Trần Quốc Tuấn yêu cầu toàn đội tiếp nối kết quả đạt được để có sự chuẩn bị tốt nhất cho những giải đấu tới đây, trước mắt là SEA Games 31, xa hơn là vòng loại U23 châu Á 2022 hay thậm chí là World Cup 2026. Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn yêu cầu toàn đội nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan lơ là, hạn chế tối đa tiếp xúc với bên ngoài. Theo kế hoạch U22 Việt Nam đóng quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ 11 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6, do tập trung song song với tuyển quốc gia Việt Nam nên trước mắt trong giai đoạn từ 11 tháng 5 đến 16 tháng 5, tuyển U22 Việt Nam tập luyện tại sân Trung tâm Thể thao Việt theo. Thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.